cho tao ra bụng. Liên Tùng, người có sao không vậy? Hoàng Cường, thật ra Cường Thiết đã ngưỡng mộ người từ rất lâu rồi. Hoàng thượng, Bông Quý Nhân, người cũng ở đây sao? Liên Tùng, cầm cẩn thận, đúng vị trí của bổn cung đã đặt trước. Nàng đến đây có chuyện gì? Thật ra thì thần thiếp tới đây là để cầu mong hoàng thượng phải làm chủ với thần thiếp. Tại vì trong cung này có người muốn hạ độc thần thiếp đó thưa hoàng thượng. Là ai? Nàng nói ra nghe. Thưa hoàng thượng, lúc nãy nô tỳ của Bông Quý Nhân đây có đến cung của thần thiếp và mang theo một dĩa thức ăn, nói là do chính tay của Bông Quý Nhân chuẩn bị cho thần thiếp. Thưa hoàng thượng, thần thiếp thực sự không muốn nói xấu Bông Quý Nhân đâu, nhưng mà không lý nào Bông Quý Nhân lại đối xử tốt với thần thiếp như vậy. Hoàng thượng, người hãy làm chủ với thần thiếp. Bông Quý Nhân, nàng còn gì để giải thích không? Sao ngươi còn không mau giải thích với hoàng thượng đi? Liên Tần, hoàng thượng cho người ngồi mà. Hoàng thượng, để thần thiếp nói cho hoàng thượng nghe. Thứ nhất, tại sao trên dĩa thức ăn những miếng thịt này lại đen thui đến như vậy? Chắc chắn là có vấn đề. Thứ hai, màu sắc của những miếng rau này không trung thực, chắc chắn là món ăn này có vấn đề thưa hoàng thượng. Hoàng thượng, người hãy làm chủ với thần thiếp. Thần thiếp thật sự không ngờ là có kẻ cả gan lại dám lộng hành trong hậu cung như vậy. Hoàng thượng, người phải thật sự làm chủ với thần thiếp chuyện này đó. Minh Tần, hoàng thượng vẫn chưa cho ngươi ngồi mà. Hoàng thượng, người đã cho thần thiếp ngồi chưa? Nope. Hoàng thượng, nếu đã như vậy ta cũng không thiết ngồi nữa. Không biết nhau là còn gì để giải thích không? Hoàng thượng, người thấy rồi đó, thần thiếp đâu có bị gì đâu. Đúng rồi, Bông Quý Nhân vừa ăn rồi kìa. Hay thượng, người ăn thử đi. Ta cũng thấy nó ngon đó, ta sẽ ăn thử. Nè, ta cũng mới vừa ăn xong. Thần thiếp thật sự không tin. Hoàng thượng, chắc chắn là ả ta đã uống thuốc giải độc thiếp rồi. Bông Quý Nhân, nàng có uống thuốc giải độc không? Thần thiếp làm gì có thuốc giả chứ. Ây à. Cho tao ra bụng. Liên Tần, người có sao không vậy? Ta chỉ hơi đau bụng nhẹ thôi. Hoàng thượng, thần thiếp nó có sai đâu, chắc chắn trong dĩa thức ăn này có vấn đề. Người đâu? Dạ. Bắt Bông Quý Nhân lại cho ta. Hoàng thượng,
có điều gì đó không đúng. Thần thiếp chỉ bỏ có nửa cái bụng ấp. Nhưng mà thần thiếp không có bỏ thuốc sổ. Hoàng thượng. Dám. Tiểu dám. Dạ. Dám bông quý nhân lại cho ta. Dạ. Hoàng thượng. Thần thiếp bị quan. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng thượng anh minh. Người đâu? Truy thú y cho hoàng thượng. What? À, ý ta là truy thái y. Người đâu? Hoàng thượng, để thần thiếp. Hoàng thượng, người không sao chứ?